Trong chặng đường phát triển của môn thể thao golf của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, rất nhiều những giải đấu hấp dẫn được tổ chức tại các sân golf tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn tỉnh nhà. Rất nhiều những chính sách ưu đãi của các sân golf dành cho junior golf, tức là các golfer không chuyên ở lứa tuổi nhỏ cũng ngày một phổ biến, đáp ứng nhu cầu phát triển của môn golf cũng như tạo thêm một sân chơi bổ ích trong dịp hè. Hiệp hội golf Việt Nam với chương trình đưa golf tới trường học chính thức được khởi động khóa đào tạo golf đầu tiên, tập trung vào các đối tượng junior golf tại Blue Sky Academy. Đây là một chương trình nó rất là ý nghĩa khi chúng tôi đã kết hợp được với tổ chức INA và Hiệp hội Việt Nam đã đứng ra để đưa làm một cái kế hoạch là đưa góp vào trường học, và đây là một trong những trường thí điểm chúng tôi sẽ đưa cái nội dung góp vào trường học cho các cháu và sẽ từ đấy giúp cho các cháu tiếp cận một môn một cách nó phổ thông và phổ biến hơn. Nó như là một môn bóng đá hay tennis hay là cầu lông bình thường thì chương trình sẽ kéo dài khoảng 6 tháng và trong 6 tháng đấy thì sẽ giúp cho các cháu, những cháu nào mà có khả năng tố chất thì chúng tôi sẽ phát hiện và tìm ra để đào tạo để có nguồn tương lai cho các vận động viên quốc gia. Điều đặc biệt ở khóa đào tạo golf đầu tiên tại Blue Sky Academy là khóa học được tài trợ và miễn phí hoàn toàn. Đây cũng là điều kiện rất thuận lợi để các em học sinh có thể tiếp cận được với môn thể thao được xem là quý tộc này, bởi khóa học sẽ giúp các em tiếp cận dễ dàng với môn golf mà không phải lo lắng về mặt kinh phí, từ sân tập, các dụng cụ cơ bản cũng như sự hỗ trợ của các chuyên gia. Đây được xem là món quà Blue Sky Academy dành cho các học viên junior golf, trong đó bao gồm các học viên của nhà trường cũng như các thành viên của đội tuyển golf trẻ quốc gia trong dịp hè này. Blue Sky Academy có một cái cơ duyên may mắn là trường học đầu tiên được Hiệp hội Golf Việt Nam lựa chọn tại tỉnh Nghệ An làm đối tác tại cái đề án là đưa golf vào trường học. Chúng tôi tin chắc rằng lớp Kids Golf sẽ phát triển và đề án đưa golf vào trường học của Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ thành công. Con rất là vui và nhìn thấy các bạn và các em nhỏ ở đây rất là hào hứng khi được tiếp xúc với golf. Con mong muốn các bạn và các em ở đây sẽ trở thành golfer tốt và đánh golf giỏi. Khóa đào tạo golf trẻ em đầu tiên của Nghệ An được tổ chức tại Blue Sky Academy được xem là bước đi đầu tiên trong việc thực hiện mục tiêu đưa golf tới nhiều hơn với các em nhỏ tại Nghệ An. Từ đó giúp Hiệp hội Golf Việt Nam, các trường học và các bậc phụ huynh cùng chung tay góp sức trên chặng đường phổ cập hóa và phát triển môn thể thao golf tại tỉnh Nghệ An và trong cả nước.